Thưa quý vị và các bạn, ở thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cử, người dân tự hào và yêu mến bà Đinh Thị Tư, người đã không quản ngại vất vả nắng mưa, bỏ công sức và tiền của để trồng đường hoa dài 2 km làm đẹp cho thôn. Con đường bê tông trải dài với sắc tím của hoa hai bên đường là hình ảnh ấn tượng cho bất kỳ ai đến thôn Cát Dương. Con đường hoa này chính là công sức và tâm huyết của bà Đinh Thị Tư. Năm nay bà Tư đã 63 tuổi. Đầu năm 2019, bà Tư đã dành nhiều tháng liền, một mình bỏ công sức và tiền của, đi các nơi mua và xin hoa về trồng, tự tay cuốc xới và chăm sóc hoa. Tôi có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất là cách đây 30 năm là năm 1990 là nhà tôi đói lắm. Thế là thôn mới hỗ trợ cho ba cháu nhà tôi mỗi một cháu là 5 kg gạo. Mà trong cái thời điểm nhà tôi đói nhất, thế thì tôi cũng cảm ơn và đồng thời cũng dạy dỗ con là sau này con cố gắng, các con cố gắng học tập. Nếu có tiền thì ủng hộ thôn, mà không có tiền thì ta ủng hộ công. Tôi muốn là có một cái công nào đó để tri ân thôn Cát Dương, ta đã cứu sống gia đình nhà mình. Từ khi có đường hoa, đều đặn vào lúc 5 giờ 30 phút hàng ngày, bà Tư lại ra đây để nhặt rác, tưới nước và cắt tỉa hoa. Việc làm của bà Tư đã lan tỏa tới 4 người bạn nữa cùng tình nguyện đồng hành với bà, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa. Ngoài ra, hàng tháng còn thực hiện quét dọn vệ sinh và phát quang bụi rậm tại các đường làng ngõ xóm trong thôn. Bà Tư và mọi người làm việc này chỉ với một mong muốn, đó là làm đẹp thêm cho đường làng ngõ xóm. Bà Tư rất là nhiệt huyết với lại cái đường hoa này. Chúng tôi cũng hỗ trợ bà trồng được những cái đường hoa để trong làng trong xóm. Rồi ngay đường đi của mình này là rất là đẹp. Việc làm của bà Đinh Thị Tư thì phải nói là mang rất nhiều cái vẻ đẹp về cho quê hương Cát Dương. Tức là quê hương nó một ngày nó là một đổi mới, khang trang. Việc làm của bà Đinh Thị Tư tưởng chừng nhỏ nhưng mang ý nghĩa vô cùng thiết thực. Không chỉ lan tỏa hành động đẹp vì cộng đồng mà còn góp phần nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đường làng ngõ xóm, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.